Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip của mình. Thời điểm hiện tại bây giờ đang là hơn 6 giờ tối ấy. Trời cũng chuẩn bị sang thu rồi, nên trời sầm cũng khá là sớm. Ngày hôm nay thì chán cơm nhà, thèm cơm quán ấy, nên là mình sẽ dẫn mọi người đi ra cái cửa hàng tiện ích gần chỗ nhà mình đang ở ấy, để đi mua đồ ăn ăn bữa tối nhá. Có chung là mình sẽ dẫn mọi người đi ra review xem ấy, là cửa hàng tiện ích ở trên Tokyo ấy, thì có khác gì với các cái cửa hàng tiện ích ở dưới quê mình đã từng sinh sống, mình từng quay cho mọi người xem hay không. Mình thì mình đang ở trên Tokyo ấy, nhưng mà ở vùng ngoại thành, nên là sẽ không có nhiều nhà cao tầng và nó sẽ không được tấp lập như các thành phố lớn nhá. Và nếu ở nhà đấy thì thi thoảng mình sẽ gặp những cái anh cảnh sát đi đạp xe đạp dạo ngoài đường đây. Kiểu người ta đi tuần tra ấy, là xem có ai vi phạm gì hay không. Đặc biệt là khi gặp người nước ngoài ấy, là người ta rất hay hỏi nhá, hỏi giấy tờ. Nếu mà phải người bất hợp pháp ấy mà gặp người ta ấy, là người ta tú luôn nhá. Mình vừa nói xong ấy là anh cảnh sát, anh ấy ra hỏi mình luôn, hỏi mình đang làm gì. Mình bảo mình quay video ấy, thế là anh ấy đi luôn nhá. Anh ấy cũng không hỏi gì về giấy tờ của mình cả. Mình lên trên Tokyo ấy, đặc biệt là lên trên các cái nhà ga lớn ấy, thì thường thường là mình gặp cảnh sát ấy, cảnh sát người ta phát hiện ra là người nước ngoài ấy, là người ta hay hỏi giấy tờ đó. Nên là mọi người sang bên Nhật ấy về cái thẻ ngoại kiều. Thẻ ngoại kiều ấy thì nó cũng tương tự với căn cước công dân bên Việt Nam mình nhá. Và trong đó chứng minh mọi người là cái người đang là hợp pháp, nên là mọi người bắt buộc phải mang đi theo nhá. Không mang gặp cảnh sát là cũng hơi rắc rối đấy. Và nếu mà nói các cửa hàng tiện ích ấy, thì ở bên Việt Nam mình thời điểm hiện tại người ta cũng lắp rất là nhiều rồi. Nhưng mà hầu như đa số ở các thành phố lớn như kiểu Hà Nội, Hồ Chí Minh, mình cũng mới chỉ xem review qua thôi. Còn mình cũng chưa trải nghiệm thực tế ấy, là xem là cái cửa hàng tiện ích ở Việt Nam người ta bán những mặt hàng gì và giá cả có đắt hay không. Thường thường là gọi là cửa hàng tiện ích ấy, người ta mở cửa trên 24 nên là giá cả nó sẽ đắt hơn rất nhiều so với các cái cửa hàng rồi là các cái siêu thị nhá. Cửa hàng tiện ích bên Nhật đấy thì mọi người có thể gặp được ở khắp các tỉnh thành ở bên Nhật Bản nhá. Từ vùng nông thôn lên thành phố thì các cửa hàng tiện ích ấy thì có rất nhiều tên khác nhau, như cửa hàng Family Mart, cửa hàng Lawson, cửa hàng 7-Eleven và một số vài tên cửa hàng nữa mình cũng không nhớ tên nhá. Thì ngày nay mình sẽ dẫn mọi người ra cái cửa hàng tiện ích Family Mart này. Và ở phía bên trong cửa hàng tiện ích ở trên Tokyo ấy, người ta bán những gì ấy thì ngay bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vào trong cửa hàng khám phá và đi mua đồ của mình nhá. Và nếu mọi người muốn mua những cái đồ như kiểu là nước giặt, nước xả, dầu gội đầu, kem đánh răng ấy, dầu rửa bát mà mọi người không gần siêu thị ấy, thì mọi người có thể tìm đến các cái cửa hàng tiện ích gần nhất mọi người mua nhá. Các loại khẩu trang này, giấy ăn, giấy vệ sinh, hoặc là mọi người cũng có thể mua những báo từ tạp chí nhá. Hoặc là mọi người cũng có thể ra các cái cửa hàng tiện ích đây, mọi người rút tiền hoặc là photo ảnh, photocopy tài liệu tại đây nhá. Vào trong cửa hàng rồi nên là mình sẽ lấy giỏ mình đi chọn mua chút đồ nhá. Và trong cửa hàng này mọi người muốn ăn các cái loại như kiểu là bánh gạo này, bim bim, sô-cô-la là có đầy đủ cả luôn nhá. Các loại đồ ăn vặt thì người ta để dành nguyên một gia hàng đây. Đồ rất là đa dạng. Giá cả, thông tin, các thứ người ta cũng ghi đầy đủ rồi. Nên mọi người muốn ăn đồ đắt tiền, ăn đồ rẻ tiền ấy thì mọi người đều có thể tự lựa chọn nhá. Đấy là một cái điều rất là hay ở bên Nhật. Hầu như các cái cửa hàng quán xá người ta đều ghi tên và giá cả công khai đầy đủ nhá. Nên là đi mua đồ cũng rất là dễ. Đắt rẻ bao nhiêu ấy thì mình có thể là tự lựa chọn được. Đây là các loại bim bim này. Bim bim bên Nhật thì mình thấy là giá trung bình, cái gói rẻ nhất ấy thì khoảng hơn 100 yên, tương đương với cỡ khoảng độ là 20.000, gần 20.000. Gói đắt thì khoảng độ là 30.000 trên một gói nhá. Đây là những cái gói dạng nhỏ. Còn những cái gói dạng to thì có thể nó sẽ đắt hơn nhá, khoảng độ 40-50.000 trên một gói. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cái gian hàng chuyên bán các loại cơm lắm, cơm hộp rồi là các loại ramen nhá. Ở phía bên đây mình đang quay đây thì có các loại ramen đây. Những cái loại này người ta gọi là mì lạnh nhá, mọi người ăn lạnh luôn. Thì người ta cho các cái gia vị như kiểu là thịt này, trứng xẻ sợi này, củ cải muối, dưa chuột rồi là trứng nhá. Ở bên trong thì có nước sốt và lớp cuối cùng là lớp ramen đây. Đây cũng là một cái suất mì lạnh nhưng mà nó là cái dạng gia vị khác nhá. Đấy, nguyên liệu khác. Nhìn cũng rất là bắt mắt. Cứ giá trung bình một hộp mì lạnh khoảng độ 500 mấy đến 600 mấy trên một hộp này. Nhìn rất là ngon và bắt mắt, nhưng mà những ai mà không ăn được cái dạng này thì cũng hơi khó ăn nhá. Bởi vì ăn hơi lạnh lạnh. Khả năng là bữa tối thì mình sẽ tính là mình sẽ mua cơm lắm, những cái lắm cơm cuộn rong biển. Hoặc là những cái hộp mà cơm hộp phía dưới đây nhá. Cơm hộp bên Nhật thì người ta gọi là obento. Như một cái hộp mình đang quay cho này, bên trong thì cũng có cơm rắc vừng này, có thịt chiên, có một quả trứng này, có ramen, có xúc xích, có thịt và có ít đồ xào nhá. Giá khoảng độ 568 yên trên hộp. Thì những cái hộp này mọi người mua ấy, mọi người có thể bắn nóng ngay tại cửa hàng tiện ích luôn nhá. Cửa hàng nào thì người ta cũng có dịch vụ bắn nóng, mọi người muốn bắn ấy thì người ta
sẽ bán hộ mọi người. Đây là một hộp cơm thịt bò nhá, KRB. Hộp cơm mình đang quay đang được giảm giá là 100 yên này. Giá gốc của nó ấy là 638 yên trên một hộp. Một hộp này lặng 3 lạng nhá, giảm giá 100 yên thì còn khoảng độ 538 yên thôi. Nhìn cái hộp này cũng khá ngon. Mình cứ tìm hộp nào mà ưng ý nhất thì mình sẽ mua nhá. Những cái suất còn lại đây thì mình nhìn nó không được ngon cho lắm nhá. Mình thi thoảng vào trong đây ấy, thì mình cũng hay ăn cái suất cơm kiểu dạng này này, cơm sốt đậu với thịt nhá. Bên dưới là hộp cơm, bên trên là thịt sốt đậu. Suất ngon nhất thì chắc mình sẽ chọn cái suất này đi. Cơm này là cơm phủ thịt bò nhá. Mình sẽ làm một hộp này. Thì đối diện với cái gian hàng bán cơm hộp ramen kia ấy, thì ở phía bên đây người ta có những cái tủ người ta chuyên bán bánh bao nhá. Bánh bao bên Nhật thì người ta gọi là Likerman này. Bánh bao to nhỏ và nhân bên trong ấy thì giá cả khác nhau nhá. Mình sẽ tính mua cái bánh nhỏ nhỏ thôi. Mình sẽ mua thêm một cây xúc xích nữa nhá. Giá là 190 yên trên một cây xúc xích. Và một cái bánh bao mình mua đây ấy là 168 yên nhá. Mình sẽ mua tạm 3 món đồ thôi. Có những cái suất nước ngọt, những suất bia không độ, rồi là bia có độ mọi người có thể mua tại đây. Nhưng mà mình thì mình ăn bữa tối đơn giản, mình ăn một mình. Mình đi quay vlog ấy thì mình sẽ mua thêm một chai sữa chua nhá. Và cái vị rẻ nhất đây mình thấy ấy, là cái loại này. Mà cái loại này mình cũng hay uống nhá. Giá là 155 yên trên một lọ này. Mình mua thêm một lọ này nữa mình thanh toán luôn nhá. Đây chính là tất cả những thứ mình mua đây. Mình sẽ quay giá cả cho mọi người xem hết bao nhiêu tiền nhá. Và tổng hóa đơn cho bữa tối của mình ấy hết là 1.051 yên. Tương đương với cỡ là 178.000 tiền Việt Nam theo tỷ giá yên ngày hôm nay. Quay video xong về nhà ngồi chỉnh sửa, mình biết đấy là đoạn này mình quay là không có âm thanh, nên là mình lại ngồi thu âm lại từ đầu nhé. Và cái bữa ăn tối của mình ngày hôm nay ấy, đầu tiên là suất cơm hộp thịt bò tới suất, giá của nó là 638 yên, tương đương với 108.000 tiền Việt Nam. Nhìn cơm thì cũng khá đơn giản đấy, nhưng mà cũng có vẻ là bắt mắt và ngon. Và cái món thứ hai đó chính là bánh bao, nó được gói gọn trong một cái bao giấy ấy, và giá của nó là 168 yên, khoảng 28.000 Việt Nam đồng. Và tiếp theo là chiếc xúc xích ấy, nó cũng được đóng gói y hệt bánh bao luôn, và giá của nó thì đắt hơn một chút. Giá là 190 yên, khoảng 32.000 Việt Nam đồng. Và cuối cùng ấy là một hộp sữa chua trắng ấy, mình cũng rất hay mua. Và giá của nó là 155 yên, tương đương với cỡ là 26.000 Việt Nam đồng. Và khi mua mấy đồ ăn này thì phía bên nhân viên người ta cũng được kèm mình thêm một đôi đũa, một gói sốt để mình có thể phun vào đồ ăn, và thêm một cái khăn ướt nữa, và chung là cũng khá đầy đủ. Và cái món khai vị đầu tiên của mình chính là bánh bao nhá. Bánh bao người ta bọc khá kỹ, một lớp bên ngoài, bên trong dây bánh ấy, người ta cũng bọc một lớp giống bánh bao Việt Nam mình đây. Nói về nhân bánh bao của Nhật ấy thì không được đầy đủ và ngon như bên Việt Nam mình. Nhân bên trong mình bóc ra đây ấy thì chỉ có nhân thịt với hành người ta xay, người ta trộn với nhau thôi. Nhân bánh của Việt Nam mình bóc ra ấy là có nhân mộc nhĩ, trứng, rồi là thịt miến đầy đủ nhá. Nhân của Nhật bóc ra thì thấy hơi trống trống một chút. Và mình mời tất cả mọi người ăn bữa tối cùng mình với chiếc bánh bao là trị giá 28.000 Việt Nam đồng nhá. Bánh thì ăn cũng khá là mềm. Vỏ bánh bao thì cũng giống vỏ bánh bao Việt Nam mình thôi. Bên trong thì có nhân thịt với hành ấy, thì người ta cho vị cũng khá là vừa, ăn cũng thơm thơm. Gọi chung là đang lúc đói mà được chiếc bánh bao này lót dạ thì cũng khá là tuyệt vời luôn. Thì để mà so sánh giữa bánh bao của Nhật với Việt Nam ấy, thì mình vẫn thích bánh bao của Việt Nam mình hơn nhá. Bánh bao Việt Nam mình thì đổ vị nên là ăn cũng đầm đầm và ăn nhiều vị nó sẽ ngon hơn. Vừa ăn vừa nói chuyện ấy, nên là 1 phút 30 giây là mình ăn hết chiếc bánh bao rồi. Nên là mình làm thêm hớp sữa chua nữa. Cái hộp sữa chua mình đang cầm đấy là hộp sữa chua dạng loãng nhá. Ăn nó giống với vị sữa chua bên Việt Nam mình, nhưng mà bởi nó là dạng loãng ấy, mọi người uống cảm giác kiểu như kiểu sữa luôn. Nó cũng hơi đặc đặc một chút ấy, nhưng mà uống vị nó rất là thơm và ngon. Mỗi khi vào cửa hàng tiện ích mua đồ ăn bánh mì ấy là mình cũng hay mua hộp sữa này để uống. Bởi là xúc xích thì nguội nhanh ấy, mà cơm thì nóng nâu ấy, nên là mình sẽ chọn ăn xúc xích trước nhá. Xúc xích ấy thì bên đây người ta cũng làm cái đường để cho mình xé ra đây. Còn đây chính là gói nước sốt ấy mà phía bên nhân viên người ta đưa cho mình ấy để mình có thể ăn kèm với xúc xích đây. Nước sốt này thì gồm hai ngăn, một ngăn là bên tương ớt, một ngăn là bên vị chua ấy. Mình cũng biết là vị gì. Trước mình không biết ấy, mình cứ dùng mồm mình cắn cái tương ớt này ra. Nhưng mà trên thực tế thì nó một cách bóp khác. Thì mình chỉ cần bóp hai đầu ấy và gập đôi cái hộp này vào thôi. Bóp mạnh quá là tương ớt nó phọt hết vào camera rồi. Và khi nó đã ra rồi ấy, thì mình chỉ cần bóp đều tay ấy để cho hai bên nước sốt ấy nó ra cùng một lúc. Còn những bạn nào mà không thích ăn nước sốt chua chua ấy, thì mọi người chỉ cần ăn tương ớt không thôi. Một cây xúc xích to đã được phủ đầy tương ớt và nước chua ấy, thì mình đánh chén luôn. Một chút vị chua chua kèm thêm với một chút vị của tương ớt ấy, ăn cũng khá là hợp. Thì mình không biết là có bạn nào giống mình hay không ấy, nhưng mà mình thấy xúc xích của Việt Nam mình ấy thì ăn vẫn ngon hơn xúc xích bên Nhật Bản nhá. Kể cả xúc xích bên Nhật Bản ấy, mọi người mua trong siêu thị hay là mua trong cửa hàng tiện ích ấy, thì cũng không ngon bằng cái xúc xích bán ở vỉa hè Việt Nam. Xúc xích bên vỉa hè Việt Nam mình ấy thì không biết là ăn có đảm bảo hay không, ăn có chất lượng hay không ấy, nhưng mà ăn cảm giác mùi vị nó thơm, ăn rất là ngon. Thì mình nghĩ cũng một phần là do mình ăn đồ Việt, ăn gia vị của Việt Nam mình quen rồi, nên là khi ăn đồ ăn gia vị của nước khác ấy thì mình cảm giác là chưa được quen, nên là cảm giác nó không được ngon cho lắm. Và cái món cuối cùng trong bữa ăn tối của mình ngày hôm nay ấy, đó chính là hộp cơm phủ thịt bò nhá.
cơm thì phía bên trên người ta có phủ thêm một lớp màng bóng đây. Trước khi nhận đồ ăn ấy thì mình cũng nhờ nhân viên cửa hàng người ta bắn nóng lên rồi. Bên đây có lớp củ cải muối này, và tiếp theo là lớp cơm bên dưới, bên trên là thịt bò người ta thái lát mỏng, người ta đã chế biến ấy, và người ta phủ nước sốt lên bên trên. Tuy là vẫn chưa ăn nhưng mà chỉ cần nhìn bên ngoài thôi là đã cảm giác hấp dẫn rồi. Suất cơm nhìn qua thì tưởng ít đấy, nhưng mà lên trên hình đây nhìn cũng khá là đầy đặn, khá là nhiều đấy. Và thử miếng thịt bò đầu tiên ấy, thì cái vị đầu tiên của thịt bò ấy là vị nó hơi ngọt ngọt nhá. Mình thấy các hộp cơm hộp bên Nhật đấy thì người ta làm những cái thịt sốt ấy thường thường là hay có vị ngọt nhiều hơn. Còn về phần cơm trong hộp cơm hầu ấy thì họ nấu cũng khá là dẻo, cảm giác nhiều hộp cơm ấy người ta nấu cũng kiểu nhão nhão luôn. Còn về món củ cải muối bên Nhật đấy thì nó cũng rất phổ biến nhá, thường thường là xuất hiện trong các cái nhà hàng, các cái quán sushi hoặc là trong các cái hộp cơm hộp nhá. Ăn thì nó cũng hơi giòn giòn ngọt ngọt. Gọi chung là sang bên Nhật đi xuất khẩu lao động, đi du học nên là mọi người đi du lịch ấy thì mọi người lên thưởng thức các món ăn của Nhật nhá. Mình cũng thử khá nhiều đồ ăn rồi, cũng có đồ ăn ngon, đồ ăn dở ấy. Cảm giác nhiều đồ ấy là không hợp với vị của người Việt Nam mình luôn. Và ở thời điểm hiện tại ấy, thì một giờ làm việc của mình ở bên Nhật ấy thì được 1.400 yên, tương đương với cỡ khoảng độ là hơn 200.000 tiền Việt Nam. Thì tính ra là mình chưa sử dụng hết một giờ làm việc ấy là mình đã mua được cái bữa ăn tối ngày hôm nay rồi. Tính ra là một giờ làm việc của mình ở Nhật thời điểm hiện tại ấy, thì ngang với mức lương một ngày làm việc của một công nhân ở Việt Nam luôn. Cũng bởi là mình vẫn còn cơ hội ở Nhật ấy, và cái mức lương đang được cao ấy, nên là mình vẫn muốn tiếp tục làm việc ở Nhật nhé. Gọi chung là làm đến bao giờ hết cơ hội thì về, chắc cùng lắm chỉ 1 đến 2 năm nữa thôi. Và thường thường là khi ăn uống xong ấy mà mọi người có rác ấy thì mọi người có thể đeo rác ở phía bên trong các cửa hàng tiện ích nhá. Bên trong các cửa hàng tiện ích ấy người ta có thùng đựng rác rồi là thùng đựng chai nước ấy thì mọi người có thể đáp trực tiếp vào trong đây luôn. Ăn uống dọn dẹp xong ấy thì tầm này cũng đang là tầm 9 giờ tối rồi, nên là mình cũng đang trên đường đi về nhá. Trên đường đi về ấy, thì mình đang đi ngang qua một cái cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ ở gần nhà mình đây. Phía đằng trước thì có hai cây bán nước tự động nhá. Những cái cây bán nước thì rất phổ biến bên Nhật rồi. Còn đặc biệt đằng trước đây là mình đang quay đấy là một cây bán thuốc lá tự động nhá. Và ở bên Nhật đấy thì chỉ có những người từ 20 tuổi trở lên ấy thì mọi người mới có thể mua, mới có thể hút được thuốc lá nhá. Bởi vì là khi mua thuốc lá ấy, thì dù là cửa hàng hay là cây bán hàng tự động đấy thì đều phải có thẻ chứng minh là mọi người trên 20 tuổi thì mọi người mới có thể mua được. Bởi vì luật pháp bên Nhật người ta quy định ấy là từ 20 tuổi trở lên ấy mới được phép uống rượu bia và hút thuốc lá. Những ai mà chưa đủ tuổi mà hút thuốc lá hoặc là uống rượu bia ấy để người ta bắt được ấy là người ta cũng phạt tiền đấy. Thì hiện tại cũng muộn rồi ấy, mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý vị thích ấy thì đừng quên để lại cho mình lượt like video cũng như là một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thư Vlog của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.